Ra phải nói là trong những cái sản phẩm trong mùa những này... năm gần đây thì cái Hibora là một trong những cái bán chạy nhất. Và chính Kỳ Duyên cũng uống, có nghĩa là những cái mà Kỳ Duyên uống hàng ngày đó thưa quý vị là một cái pack collagen Hibora, một viên đông trùng hạ thảo, rồi có những viên vitamin zinc hay gì đó. Nhưng mà cái Hibora là cái mà đúng là cái mà Duyên nghĩ là làm cho mình tự tin nhất. Vì Hibora nó có cái tác dụng của nó là tẩy tất cả những cái mùi hôi ở trong người mình. Nếu mà nói từ ví dụ như là từ nách cho tới miệng, cho tới những chỗ kín, hay là cho tới mồ hôi trong người mình nó phát ra, tẩy những cái chất dơ ở trong người mình ra tất nhiên. Và từ đó nó tạo cho mỗi người có một cái hương thơm tự nhiên. Và cái hương thơm này là cái mùi mà vô hình, nó như là tiếng Mỹ nó gọi là cái pheromone, cái mùi vô hình mà mỗi người có một cái mùi đặc điểm riêng. Và Hibora này cho cả đàn ông và đàn bà dùng để mà cảm thấy người mình nó thơm tho toàn diện. Hai thành phần chính là hoa hồng Damas và hoa anh đào, là hai cái tinh chất họ chiết xuất từ bên Nhật, họ bỏ vào trong cái viên này. Khi mình uống vào bao tử mình, nó bóp bể một cái tự nhiên chỉ thở ra là cái mùi nó rất là thơm. Có nghĩa là mình nói chuyện với cái người đối diện mình cũng cảm thấy tự tin hơn là vì nó thơm và nó thẩm thấu trong cái cơ thể mình, và nó tiết ra cái đường những cái chỗ mà tiết ra mồ hôi đó thì nó sẽ không có bị hôi luôn. Có nghĩa là khi mà em tập thể dục nhiều, em đổ mồ hôi, em tự ngửi được luôn cái mùi mồ hôi nó tiết ra, là nó không có mùi. Các bạn biết nó rất là thơm, rất nó rất là lạ. Nhất là ở Việt Nam, mấy mình tập thể thao nhiều khi mình cũng phải tự hỏi mình không? Mình vẫn thấy nó có một cái mùi gì. Nhưng mà uống cái Hibora thì mình thấy hoàn toàn nó sẽ không có nữa. Và một cái nữa là cho những cái người mà có vợ chồng đó, là khi mà những cái tác chất dịch trong người mình tiết ra nó không có mùi tanh luôn. Nó rất là lạ, có nghĩa là thay vì có nhiều người nói là ô, mình phải ăn pineapple, mình ăn cái thơm, cái thơm hoặc cái khóm đó, Việt Nam mình gọi cái thơm á, mình ăn cái đó thì những cái dịch của mình tiết ra nó sẽ không có mùi. Đặc biệt cái này cũng vậy, mình uống cái này vào đó thì khi mà mình những cái chất dịch của mình trong người mình tiết ra thì mình sẽ không có thấy, không có mùi tanh luôn. Cho nên là mình cảm giác mình tự tin hơn thì mình sẽ lên đỉnh sớm hơn.